Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị giả soát, cung cấp thông tin tài liệu khám chữa bệnh của 3 người trong vụ án hình sự loạn luân ở Long An. Đây là diễn biến mới nhất của vụ án liên quan đến ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ông Vân mới bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An khởi tố về tội loạn luân. Trước đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận được công văn của cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An về việc yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến vụ án loạn luân phát hiện năm 2021 tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. Theo đó, quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An xác định ba người có liên quan tới vụ án nêu trên, bao gồm LTHT và LTKZ cùng 31 tuổi đã sinh sống ở ấp hai, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. VKX 29 tuổi từng sinh sống ở ấp hai, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, ấp hai, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. Căn cứ Điều 88 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An yêu cầu Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin tài liệu từ năm 2006 đến nay về việc ba đương sự nêu trên có khám chữa bệnh hoặc có khám thai sinh con tại các bệnh viện phòng khám trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hay không. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các bệnh viện cả ngoài công lập, trung tâm y tế và phòng y tế quận huyện thành phố Thủ Đức phối hợp giả soát cung cấp thông tin khám chữa bệnh của ba đương sự nêu trên cho Công an tỉnh Long An. Cũng liên quan đến vụ án loạn luân này, Công an Long An đã ra quyết định truy tìm một trong ba đương sự là LTKG được xác định là con của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân. Liên quan đến vụ tịnh thất bồng lai đang được dư luận quan tâm, ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố vào ngày 19 tháng 4 để điều tra về tội loạn luân. Điều này có nghĩa là ông Lê Tùng Vân bị khởi tố về ba tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 6 tháng 5, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã ra quyết định và đang trong quá trình truy tìm 5 người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Trong đó, Lê Thanh Kỳ Duyên là nữ, 31 tuổi, là người mới nhất bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm. Theo đó, bà Kỳ Duyên được xác định là con gái ruột của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân dựa vào bằng chứng khoa học về di chuyển tại kết quả giám định ADN đối với Kỳ Duyên và 26 người khác trong tỉnh Thất Bồng Lai. Người này có hai người con trai, trong giấy khai sinh không xác định tên người cha. Trước đây khi tịnh thất bồng lai vẫn còn ngang nhiên hoạt động, có một người đàn ông, xưng là con trai ông Lê Tùng Vân, đã lên tiếng vai trần thâm cung bí sử của cha mình. Theo đó, người này tên là Lê Thanh Minh Tùng, từng cho biết có giấy tờ chứng minh sống trong gia đình Lê Tùng Vân hơn 30 năm. Người này từng livestream cho biết đã chứng kiến việc ông Lê Tùng Vân có quan hệ với các bà vợ và có các con khác nhau là LTHN, NN, HT, KZ, NT, TG, v.v. Anh từng phân trần, tôi chứng kiến các bà mang bầu, đẻ em bé rồi vào bệnh viện thăm. Anh Tùng cũng từng tố cáo hành vi đánh đập người trong tịnh thất của ông Lê Tùng Vân nhằm làm rõ cho xã hội và cứu các đứa trẻ trong Thiền Am, vì không chịu được cảnh sống trong môi trường như vậy, Lê Thanh Minh Tùng đã đi bụi Ở thời điểm người này lên tiếng vào năm 2012, phía Tịnh thất Bồng Lai phủ nhận thông tin Lê Thanh Minh Tùng là con ruột của Lê Tùng Vân. Anh Tùng lúc đó cũng cho biết sẵn sàng thử ADN, anh cũng cho biết ông Tùng Vân có 7 người con ruột lúc đó đang ở Thiền Am, được Lê Tùng Vân nói là trẻ mồ côi để nhận thương xót của cộng đồng. Ở thời điểm lên tiếng vạch trần Lê Tùng Vân, Lê Thành Minh Tùng gặp không ít chỉ trích, nhưng anh vẫn quyết tâm vạch trần, người mà anh khẳng định là cha mình, để sự thật được hạ màn. Mới đây, khi có cơ quan an ninh điều tra, đã chính thức đọc quyết định khởi tố vụ án hình sự ông Lê Tùng Vân về tội loạn luân, Lê Thanh Minh Tùng đã chia sẻ vụ việc lên trang cá nhân. Anh một lần nữa khẳng định là không chọn được nơi sinh ra, đành chấp nhận có người cha như vậy thôi. Là người hiếm hoi chạy trốn khỏi tịnh thất bóng lay, Lê Thanh Minh Tùng đã lựa chọn con đường sống như một người bình thường. Hiện anh đã có gia đình và làm nghề lái xe du lịch. Cuộc sống của anh đã không ít phiền phức và đối diện với những lời đàm tiếu, nhưng Lê Thanh Minh Tùng vẫn lựa chọn nói ra sự thật để lột chân bộ mặt của tịnh thất bóng lay, dù trong đó có cả những người được anh cho là chung huyết thống với mình. Trên trang cá nhân của mình, Lê Thanh Minh Tùng vẫn chia sẻ hình ảnh công việc cũng như những hoạt động thường ngày của mình. Nhiều người đồng cảm với hành động và những suy nghĩ của Lê Thanh Minh Tùng khi ông Lê Tùng Vân bị khởi tố về tội loạn luân. Đúng vậy, không ai lựa chọn đứng nơi mình sinh ra, nếu may mắn thì có được cha mẹ giàu và chăm lo cho mình đủ mọi chuyện từ khi còn nhỏ tới khi lớn. Cũng không được may mắn nơi mình sinh ra thì cố gắng với hai bàn tay khối óc và hai bàn chân cho cuộc sống của mình. Minh Tùng được rất nhiều người yêu mến, cố gắng lên em và sống cuộc đời làm ăn lương thiện, được khỏe mạnh, gia đình yên vui hạnh phúc là quý lắm rồi. Thương cháu nhiều lắm, đúng là không chọn được nơi mình sinh ra. Cháu được minh oan rồi, cố gắng lên nhé. Chiều ngày 9 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh đổ mưa chuyển mùa, xua đi cái nóng oi bức những ngày đầu tháng 5. Tìm đến nhà ông Võ Văn Thắng và vợ là bà Đoàn Thị Tuyết May nằm sâu trong con hẻm trên đường Mã Lò, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Ông Thắng là cha của cô gái Võ Thị Diễm My sinh năm 1999 liên quan tới vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Diễm My hiện bỏ trốn khỏi nhà và mất tích bí ẩn đến nay đã 4 năm. Ông Thắng bà Mai nhiều lần cầu cứu cơ quan chức năng cộng đồng mạng và đi tìm khắp nơi nhưng con gái vẫn bật vô âm tín. Bà Đoàn Thị Tuyết Mai, là mẹ của Diễm My rừng rừng nước mắt cho biết Diễm My từ nhỏ đến lớn là đứa con rất ngoan hiền, vâng lời cha mẹ. Bà không thể lý giải vì sao, sau khi tiếp xúc với những người trong tỉnh thất bồng lai, tính tình con đã thay đổi một cách lạ lùng. Bà kể lại, hơn 5 năm trước, gia đình bà cùng họ hàng đi thăm 10 cảnh chùa ở Bà Địa Vũng Tàu. Tại đây, Diễm My đã gặp và tiếp xúc với nhóm người trong tỉnh thất bồng lai. Những người này liên tục dùng những lời lẽ hấp dẫn mời Diễm My đến tịnh thất Bồng Lai ở huyện Đức Hòa để chơi. Sau khi về thành phố Hồ Chí Minh, Diễm My cùng với chị em con dì ruột đến tịnh thất Bồng Lai tham quan và thăm các bé. Bà Mai nói từ đó Diễm My như bị một thứ gì đó lôi cuốn mãnh liệt đến mức trốn khỏi nhà để xuống đó ở, cạo tóc xuất ra. Vợ chồng tôi nhiều lần xuống tìm nhờ cơ quan chức năng vào cuộc mới đưa được con gái về Người mẹ kể tiếp, ngày 12 tháng 12 năm 2019, với sự hỗ trợ của công an huyện Đức Hòa, Diễm My đã được đưa về lại gia đình. Sau 6 tháng tịnh dưỡng, sức khỏe tinh thần Diễm My hồi phục và xin cha mẹ đi học trở lại. Bà nghĩ rằng con gái đã nhận ra lỗi lầm nên đồng ý cho Diễm My quay trở lại trường. Ngày 20 tháng 6 năm 2020, Diễm My nhân lúc đi học đã bỏ trốn, mất tích đến nay. Theo bà Mai, khoảng một năm sau ngày bỏ trốn, gia đình bà phát hiện Diễm My xuất hiện trên một clip YouTube đến tịnh thất bóng lay mượn tiền ông Lê Tùng Vân. Gia đình bà nghi ngờ đây là clip giàn dựng quay trước đó một thời gian rồi mới phát tán lên mạng. Bà Mai nói, vợ chồng tôi lập tức đến khu nhà ông Lê Tùng Vân dò hỏi, cũng không nắm được thông tin con gái. Từ đó đến nay, ai báo tin nghi vấn có người giống Diễm My, vợ chồng tôi cũng tìm đến. Các điểm ông Lê Tùng Vân từng cư trú trước đó, gia đình cũng nhờ người hỏi thăm xác minh nhưng không có kết quả. Bên cạnh đó, ông Thắng cho biết khi Diễm My bỏ trốn khỏi nhà và quay clip tung lên mạng xã hội, nói những điều sai sự thật về ông và gia đình, ông có làm đơn tố cáo con gái lên cơ quan chức năng. Phía công an cũng ra thông báo truy tìm Diễm My. Thời gian sau, ông mới nhận ra rằng những điều con gái vu khống có thể do những người trong tỉnh thất bồng Lai dàn dựng kịch bản, khống chế và ép Diễm My thực hiện. Ông Thắng bùi ngôi nói, tôi nghĩ họ bày vẽ con gái vu khống cha mẹ như vậy, mục đích để gia đình từ mặt. Họ làm vậy để chúng tôi bỏ luôn con gái, rồi thực hiện chiếm giữ Diễm My. Bây giờ nghĩ lại tôi thương con mình hơn. Tôi làm đơn tố cáo con gái đến công an, mục đích là cầu cứu cơ quan chức năng, tìm kiếm Diễm My. Tôi hiểu con gái là nạn nhân nên không kết bỏ oán trách một lời. Theo ông Thắng, bị Diễm My vu khống những điều sai sự thật, ông và vợ liên tục bị cộng đồng mạng trong và ngoài nước theo dệt câu chuyện, tấn công trong thời gian dài. Đỉnh điểm, vợ ông chịu không nổi áp lực, đã đổ bệnh, nhập viện điều trị nhiều tháng. Bà Diễm My nói, mới đầu, nhiều người lên mạng xã hội chửi, mạt sát gia đình tôi dữ lắm vì họ tin những lời Diễm My nói. Họ xem cha con Lê Tùng Vân là thần tượng. Bây giờ ông Lê Tùng Vân bị công an truy tố về tội loạn luân, mọi điều đen tối tại tỉnh Thất Bồng Lai đã phơi bày ra ánh sáng, không biết họ có nhận ra sai trái hay không. Bà Đoàn Thị Tuyết Mai cho rằng Diễm My bị cha con ông Lê Tùng Vân dụ dỗ trong thời gian dài mới khiến con gái mê muội như vậy. Càng nghĩ về điều đó, bà thương con gái nhiều hơn. Nhiều lần đến tịnh thất bồng lai tìm con, bà bị ông Lê Tùng Vân dùng tay, chỉ mặt, bảo là Diễm My đã trên 18 tuổi, có quyền quyết định cuộc đời, gia đình không có quyền đòi lại con. Bà Mai nói, rồi bật khóc. Ngay câu đó tôi rất bức xúc, nhiều đêm tôi suy nghĩ con mình sinh ra và nuôi ăn học trưởng thành lại bị nhóm giả tu lừa đảo dụ dỗ. Thấy con như vậy, không lẽ mình cam chịu hay sao? Tôi và chồng mới dùng mọi cách xông vào tỉnh thất để cứu con, vụ việc khiến người thân không may vướng vào vòng lao lý thời gian qua. Theo bà Mai, nhiều người trên mạng xã hội tung tin Diễm My đã có em bé. Thực tế gia đình bà xác minh nhiều nguồn từ cơ quan chức năng, người dân địa phương và các bệnh viện nắm được thông tin là con gái chưa có con. Bà nghi vấn Diễm My đang bị nhóm người trong tỉnh thất giấu ở một nơi nào đó. Bà khẳng định suốt cuộc đời này vẫn mãi tìm con cho đến hơi thở cuối cùng, không bao giờ bỏ cuộc. Có thể trước đây, tội danh của cha con ông Lê Tùng Vân chưa đưa ra ánh sáng, Diễm My tin họ và oán trách gia đình. Đến nay mọi chuyện đã sáng tỏ, bà hy vọng con gái sẽ nhìn nhận ra cái sai của mình và thức tỉnh. Theo bà, nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai đã phá tan nát cuộc đời của Diễm My. Năm năm qua, gia đình bà chưa có một ngày hạnh phúc. Mỗi ngày, bà hay ngồi ở cửa nhà nhìn ra đường trông ngóng con gái quay về trong vô vọng. Bà Mai ngậm ngùi nói, khoảng giữa thời gian tháng 6 năm 2020, tôi nhiều lần liên lạc cho nhóm người trong tỉnh thất để bày tỏ mong muốn được gặp con, cũng như là đưa cháu trở về đoàn tụ gia đình. Nhưng mọi hy vọng của tôi đều vô ích khi không có sự phản hồi từ bên tỉnh thất. Gia đình cũng từng thuê thám tử nhờ đến phương pháp tâm linh để tìm con nhưng đều không thành. Chúng tôi đã hết cách. Từ khi vào, Diễm My giờ ở đâu? Bà Mai nhắn nhủ con gái, mẹ biết là con nói những điều không hay về gia đình là do người xấu sai khiến. Ba mẹ nuôi con từ nhỏ nên rất hiểu con không có tính tình như vậy. Gia đình không bao giờ bỏ con. Nếu con đọc được những lời này, mẹ mong con về nhà với gia đình. Hào quang ở tỉnh Thất Bồng Lai đã kết thúc rồi. Vợ chồng bà Mai cho biết rằng sau này khi Diễm My quay về, ông bà sẽ tạo điều kiện cho con theo đuổi ước mơ sở thích để tiếp tục tương lai của riêng mình ông bà hy vọng là cơ quan chức năng điều tra và xử lý cha con ông lê tùng vân đúng người đúng tội